Hương ớt Chinsu mới, bún vị phở bún miến. Em muốn thách đấu với anh. Thách đấu hả? Tôi mới thách đấu với em. Bằng môi dưới, bằng môi dưới. Môi dưới, chơi em em thách cái đâu, cả Việt Nam ai chơi lại em. Môi dưới, tôi muốn anh chơi môi dưới với tôi. Chơi em luôn à. Mời anh. Môi dưới đúng không? Môi dưới. Môi dưới. Mình chơi cái môi đó được, mình được. Một bên lỗ mũi. Môi đi, môi, môi tôi đi. Môi ok đó. Môi không đâu, cái lỗ mũi mới đâu. Đó. Lỗ mũi mới đâu. Không ăn được em ơi, chứ đừng ăn còn ăn. Tôi muốn thách môi đi. Lỗ mũi đi. Môi. Lỗ mũi, môi chơi. Mũi em môi sữa. Môi chơi lại. Mũi sữa. Mũi sữa. Môi chơi lại ta đâu. Tôi muốn mũi à. Đúng vậy. Tôi muốn kèm ngay sống mũi à. Chơi được chơi thôi. Chơi được chơi được thôi à. Cánh mũi được không? Cánh mũi đi chứ sống mũi sao vô. Cánh mũi. Cánh mũi. Cánh mũi thì tôi muốn ngay giữa à. Để đúng lấy rồi. Luôn cái sống mũi ra. Lấy cái sụng của anh ra đi. Anh bứt cái sụng của anh ra đi. Lâm ơi. Lâm, nói nè. Cái gì? Rớt ra ở đây không. Bác sĩ đó là 10 năm phải làm lại. Không phải. Làm được 9 năm rồi. Còn 5 một nữa. 1 năm sau sẽ làm lợi cho nên tôi chơi với anh. Vô. Rất nhiều thẩm mỹ viện đang chờ đón mình. Đúng. Một là mình sẽ làm tốt hơn. Hai là hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Đó. 1, 2, buông tay. Buông tay. Đau quá, đau quá. Buông tay, đừng thắng là buông tay. Buông tay. Buông tay mà. Anh ơi đau anh ơi. Anh ơi đau quá anh ơi. Đau quá. Anh ơi đau quá anh ơi. Đau lắm anh ơi. Hồi chảy máu cam á. Đau lắm. Thôi tay đi. Cái cổ. Trái cổ không, cổ bị nhùm lắm. Mở đi. Mở trên. 1, 2, 3. Cừu lên. Kèo đi, kèo đi. Cừu lên. Let's go. Trời ơi ghê quá. Gồng lại, gồng lại. Ngày xưa bên dòng sông có hai người đã. Đeo lắm em ơi. Đeo đi. Trời ơi. Kiểu này là nó về nó chạy ra luôn đó. Em ơi. Kéo anh đừng kéo. Kéo đi, kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Lùi lại làm. Sắp thua. Cố lên. Ok, go. Yeah. Ủa sao chơi ngu quá vậy? Ai đào á? Ai à, trời ơi. Chơi khóc lẹ đi. Trời ơi. Ê bây giờ để về em chơi nhảy dây được không? Đừng ai đụng gì tới cái dây hết á nào. Trời ơi. Xuống xíu rồi, xuống xíu rồi. Sắp xíu rồi, sắp xíu rồi. Ủa bên dây đá cầu này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi xin. Ba 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 ba. Dắt một cái là sẽ cái môi. Ở dưới bè có mấy đứa chơi dở đó. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Đau áp đục quá. Đừng chơi như vậy. Sập hai con hai. Kéo lên. Chơi gì ta. Cố lên lên. Cố lên. Chờ dẫn với tâm nha. Kéo đi. Cố lên. Cố lên. Không nghĩ vậy. Đau quá. Em ơi, về đây em ơi. Tâm phụt khẩu phụt. 22. Hai lá cờ. Đội của Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phúc Mập, các bạn kiếm được 22 lá cờ. Đội của Trường Giang, các bạn kiếm được 15 lá cờ. Vậy tổng cộng các bạn đã kiếm được 37 lá cờ. Như vậy, khả năng đội của Kiều Minh Tuấn kiếm được là 26 lá cờ là tối đa. 26. Tuy nhiên, họ đã trễ giờ nhưng... và vẫn chưa trở về. Như đã quy định thì cứ trễ 1 phút là trừ 1 lá cờ. Đúng. Và bây giờ, họ đã trễ hơn 20 phút. Dạ. Nên mặc nhiên, họ đã thua ở thử thách này. Ý, vừa. Đóng cửa hang lại nhốt họ luôn cũng được. Kiều Minh Tuấn lúc nào cũng vậy thưa quý vị. Lúc nào cũng để người ta chờ đợi. Lúc nào cũng hả tỏ vẻ. Chúng tôi đã chinh phục được hang tối. Đi hết hang tối. Cùng đường cuối đất. Cùng đường cuối đất. Vô trong hang để làm gì? Tiểu phẩm. Đúng rồi, tiểu phẩm, tiểu ơ đồ này nọ. Lạc đường, lạc lối. Nhưng mà cuối cùng làm trễ đoàn phim. Và bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng đi ra để tập hợp với lại ekip với lại hai đội kia nữa. Xin chào mọi người. Mọi người hãy theo dõi. Hai ngày một đêm tự do, tự do. Yeah. Hai ngày một đêm tự do, tự do. Yeah. Mũi. Trời ơi. Cái này là thắng chắc rồi. Chắc chắn là trên 3 người. Cái nào cái sụng em để nè, em thấy mà hơi cụm cụm em hất à, dạ. Em hất nghe mạnh một cái mạnh anh. Hất mạnh một cái cho anh.
Anh Lâm. Rồi cái là biết liền. Hay quá anh Tuấn, cảm ơn anh. Ê cái này bắt gặp Lâm nè. Cái cục sụn nó di chuyển kìa. Ây da. Thằng Lâm. Sao chị giật chồng tôi. Lê Dương bỏ Lâm. Vậy thì bây giờ bằng thì chơi một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có một lượt chơi phụ nữa cho hai đội. Nhưng mỗi đội chỉ cần đoán một câu. Đội nào truyền đạt được từ khóa trong thời gian ngắn hơn thì chiến thắng. Có công mài sắc có ngày nên kim. Có công mài sắc có ngày nên kim. Một mày dao kim nha. Trời ơi, Kim luôn rồi. Có câu bài sắc là nên Kim. Trời hay quá. Ba, hai, một, bắt đầu. Thôi, Xuân đã đến mình. Gân, gân, càng da, càng cay. Gân, càng da, càng cay. Đọc lại. Gân, càng da, càng cay. Rồi. Dân cai gia an nhàn. Dân cai gia an nhàn. Dân cai gia an nhàn. Gân càng cái gì đấy xe bò. Cai gia an nhàn. Hả? Dân cai gia an nhàn. Dân cai gia an nhàn. Cái gì đừng ca dao hành nghề. Gân càng gia càng cay. Dân cai gia an nhàn. Dân cai gia an nhàn. Anh nha. Cháu cháu đã xe. Cháu cái gì anh nha. Bất lực rồi. Continue. Dân cái gì anh nha. Gân cay da càng cay. Wow. Ngài xin. Ngài xin. Huyền thoại. Tối nay chắc chắn đội của Ngô Kiến Huy đã được ngủ trong căn phòng tiện nghi. Và bây giờ tôi xin chúc mừng đội Kiều Minh Tuấn. Thôi khỏi. Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Phúc, các bạn sẽ có một suất ngủ ngoài trời. Trời cái gì mà trời, làm như không biết vậy, diễn giả quá. Chúc mừng cho sự kiện. Gừng càng dài càng cay, diễn đẩy xe bò là cái gì? Cái đường dài càng dài càng cay, cắn cay xe là được rồi. Ông đẩy xe bò diễn thêm mất nữa. Trời ơi, ban đầu ra hiếu khách dễ sợ, người nước ngoài đều yêu thương người nước ngoài hiếu khách. Bạn ơi, mới vô các bạn ơi, hãy đến quê hương chúng tôi. Đội của Trường Giang hết 45 giây, còn đội của Kiều Minh Tuấn hết 1 phút 15 giây. Thôi đi ngủ đi. Hương ớt chín xu mới, bún vị phở bún miến. Ê, có chuyện có con gì đó nha. Phan đâu? Chúng ta trước rồi. Chúng ta trước rồi. Mỗi mình anh với em mà. Thôi về đi, anh về trước đi. Đừng bỏ mặt em đi. Bỏ mặt em nha. Trời ơi! Có ai cứu em tôi không? Hô hấp nhân tạo đi! Trời ơi!
Trời ơi, có ai cứu em tôi cơ? Mô hấp nhân tạo đây. Trời ơi. Xuống đây tắm với em đi. Lạnh lắm. Trời ơi. Có không gì hả? Ê, sợ nha. Ai đang nhìn em đó? Có, trong trường mà có ai đang nhìn em là sao? Cứu em, cứu ơi, em sắp té rồi Vĩnh ơi. Vĩnh ơi, cứu em. Nhưng mà là, ê, coi chừng có giác đó nha. Lên kiểm tra cơ thể đi, coi chừng có vắt á. Anh đứng ở đây, đợi. Đây đây. Trời ơi, tắm táp làm chi vậy? Coi chừng có vắt á nha, đưa đi ra đây cho anh kiểm tra coi. Đây đây đây, để làm cho. Mấy con đi, mặt. Anh đứng im nha, không nào. Đứng im nha, ghê chưa? Lần sau đừng có giật ra, cứ để im đó. Rồi lấy hộp quẹt hơi nhẹ đó nóng cái. Anh lá chạy với anh đó, em mồ hôi của em nha. Ừ, rồi sao vậy? Gì? Để chơi vậy? Là nói cho mọi người thương em. Thì bây giờ còn hai người nữa. Muốn gì được, bây giờ hả, cái đội này là đi chậm nhất nè, cho nên là hả, camera ai cũng thích đi với đội này hết á. Đúng. Nó khỏe, còn kia đội kia hơn thua nhanh nhẹn quá. Đúng. Camera cầm máy chạy hả, muốn hụt luôn á. Đúng rồi, mà chạy không mà chương trình là chương trình vừa vui vẻ giới thiệu cảnh trí, chứ phải là chương trình thể thao đâu. Mà chạy cái gì mà chạy hả, như vận động viên SEA Games vậy. Ok. Lên 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 lên. Anh đi cứu em nè, để sợ em bị bệnh nè. Thằng em nè. Sao mà nhìn anh bần thần quá vậy? Em làm nhà lập nè. Gì? Trời ơi Bình ơi, có sao Bình? Trời ơi, bị phun gió nè. Xong chưa, anh chở đi bệnh viện luôn. Anh ơi, anh biết cái miệng không anh ơi? Anh đổ rượu thì nhiều rồi. Trời ơi. Đang mệt mà tắm suối là bây giờ đó, bây giờ phải đưa đi bệnh viện. Đây đây đây, đi viện, lên. Giờ có rí vào. Dạ thôi, dạ thôi. Anh già lớn tuổi rồi, bớt ra vẻ đây. Rồi. Đang bệnh mà còn xuống suối tắm nữa. Không có. Hồi nào? Chứ sao ướt người? Mồ hôi. Mồ hôi nào xuống tới mắt mắt cá chân. Mồ hôi nghe bắp dế. Không, nước nước lạnh không? Bệnh đó nha. Không, em không bệnh được đâu, anh Sơn thích là bệnh của vậy. Không phải, tại hôm qua dầm mưa, hôm nay dầm. Em mất giọng cho xem. Mình Lâm khỏe lắm, không bao giờ bệnh giặt đâu. Thôi. Đụng cái liệt luôn hả? Trời ơi. Thôi. Chữa bệnh là đoàn tụ luôn. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trao giải. Trước tiên, xin chúc mừng 5 bạn đã về đích thành công và 2 người về đích nhờ sự trợ giúp. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành thử thách đầu năm mới của mình. Như vậy là các bạn cũng đã biết kết quả rồi đúng không? Dạ. Vận động viên Hiếu thứ 2 đạt huy chương đồng. Hiếu thứ 2 thì về thứ 3. Ủa, tôi không chịu. Tôi không chịu, không phục. Vậy bạn đổi tên chứng minh là Hiếu thứ 3 đi. À, cảm nghĩ thế nào khi mình về thứ 3? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Sao giờ này diễn xuất dữ vậy? Đưa cái mai vô hết hồn. Cảm nghĩ. Cảm nghĩ là đầu tiên là cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà nói chung là cái cuộc đua này đối với em thì quá dễ, em vượt qua nó một cách dễ dàng. Dễ sao không về thứ nhất? Tại vì em thấy anh Huy kiểu là sức khỏe cũng cạn kiệt rồi. Dòng không có rồi, cái chân cũng liệt luôn. Đúng rồi, tại vì cảm giác là anh cũng không còn giúp ích gì cho chương trình đời nữa. Đời mà chương trình nữa. Hiểu rồi, em hư quá. Nên là phải để anh về nhất. Đó.
Gì vậy anh? Gì vậy? Huy chương đó. Thôi đừng, để nó vô khang tiếng á. Rồi, Hiếu thứ 2 về thứ 3. Vận động viên Chris Phan đạt huy chương bạc. Phỏng vấn. Phụ coi. Micro kiểu mới. Ủa? Em ơi, dạ. Khi mà em về thứ nhì thì cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em à? Ủa sao chua vậy? Cho em miếng chanh. Ồ, lấy lại sức khỏe rồi. Dạ, cảm xúc của em rất là vui. Khoan, còn nhiều chanh lắm. Thôi. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mình được về thứ nhì. Thứ nhì. Rồi, hãy bắt niềm tin chiến thắng rồi, 2, 3. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên thứ nhì. Cảm ơn, xin cảm ơn, vỗ tay nồng nhiệt. Bắt đầu dùng. Và vận động viên đạt huy chương vàng hôm nay đó là Ngô Kiến Huy. Phỏng vấn, 4 micro cho chỗ, 4 phỏng vấn. Anh ơi, mình đứng nhất, mình cũng có hổn vậy, em đang đứng vậy nè. Phỏng vấn. Alo. Rồi. Cái này không phải cái micro gì to chứ vậy? Alo. Micro quốc tế nha. Đầu tiên, xin được cảm ơn ba mẹ. Lần thứ hai, xin được cảm ơn hai người em đã nhường cho anh, dù anh tàn mà không phế. Micro. Điều cuối cùng là cảm ơn mấy anh em nói không được. Rồi, đại diện Phát Ngôn, đại diện Phát Ngôn. Micro nói đi. Em thấy không có vinh quang gì. Đại diện Phát Ngôn gì vậy? Xin mời trao huy chương đồng cho vận động viên Hiếu thứ 2. Vận động viên Chris Phan đạt huy chương bạc, xin chúc mừng. Wow. Cầm cái huy chương có nhục không? Ủa? Có thấy nhục không? Anh em tôi không? Hai người không về đích á, có thấy nhục không? Sao nhục được? 500 bơm em lên. Ok. 500 bơm em lên. Bơm em lên. Là em đưa anh, em đưa 500 anh bơm hả? Đúng rồi. Đúng cái gì, Ngô Kiến Huy tuy tàn nhưng không phế. Ý là cái giọng, tuy là cái giọng bị hư, nhưng mà cái năng lực bên trong rất là dồi dào, giỏi giang. Tuy là bị dây nhượng dây chằng có vấn đề nhưng mà không bị què quạt. Đúng. Trời ơi, lấy khánh quạt thì cưa nhưng mà cái dây chằng vẫn chắc chắn. Đúng vậy. Sau này có thể nghề bỏ nhưng mà... Thôi, trao giải đi. Xin mời trao huy chương vàng cho vận động viên Ngô Kiến Huy.